mời các bạn cùng nghe câu chuyện Khúc Nhạc Hoa. Tâm có một thú vui rất lớn, đó là thú sưu tầm những chiếc cassette cổ. Chiếc nào càng cổ càng được cô quý trọng và nâng niu. Nhưng Tâm không giàu có, không thừa thãi tiền bạc như những người có thói quen sưu tầm khác. Cô chỉ là một công nhân tầm thường, sống tiền tặn với đồng lương eo hẹp của mình. Tâm sưu tầm chủ yếu bằng cách xin hoặc là trao đổi. Thời buổi bây giờ thì dù là những người ở nông thôn, họ cũng thích xe xua sắm sửa cho bằng chị bằng em. Thế thấy nhà bên cạnh có tivi màu thì nhà bên này cũng cố sống cố chết ráng mua cho được. Cassette là thứ mà bây giờ người ta ít dùng tới, thay vào đó là các loại đầu đĩa 5 số, 6 số, hợp thời và tiện dụng. Những chiếc cassette cũ thường thì người ta đem bán ve chai, hoặc gặp người tiếc của thì cứ bỏ vào một góc nào đó trong xó xỉnh cho xong. Cái cassette đầu tiên Tâm có được là đổi bằng mấy gói mì tôm. Sau đó lần lượt cô có được nhiều cái khác cũng bằng những cách tương tự như thế. Và hiện thời thì Tâm đã có trong tay 19 chiếc. Ê, mai chủ nhật, về nhà mình chơi đi. Hải vừa bỏ quần áo vào ba lô vừa rủ rê. Tâm chần chừ. Nhưng Hải gạt vắt. Còn nhưng dị gì nữa, mệt bà quá đi. Mau dọn đồ đạc với tôi, về đó tôi kiếm thằng nào coi được, tôi gả cho. Tâm cười khì. Tôi chỉ muốn làm chị dâu của bà thôi, được không? Hải thở dài. Đáng ra là rất được, nhưng vì tôi thương bà, tôi không muốn bà khổ, nên không đời nào tôi gả bà cho ông anh mắc dịch của tôi đâu. Tâm ngạc nhiên. Ủa, lâu nay mình tưởng anh Vũ tu tâm dưỡng tính rồi chứ? Hải chép miệng than. Phải được vậy thì tốt biết mấy. Nhà tôi thật là vô phúc, chỉ có một ông con trai mà không nên thân nên hình gì, suốt ngày quậy quạng làm má tôi khóc hết nước mắt. Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sáng say xỉn chiều say xỉn, có đứa con gái nào mà dám đâm đầu vào làm vợ ông ấy chứ? Tâm tò mò. Rồi bây giờ anh Vũ vẫn ở nhà cho ba má Hải nuôi hả? Hải lắc đầu. Không, ông cũng đi làm. Nghe đầu hiện tại đi làm thợ hồ ở một công trình nào đó ở trên tỉnh. Nhưng mệt lắm Tâm ơi, đi vài tháng về là ba má mình lại phải chạy vạy một số tiền để trả nợ cho ông ấy. Bởi mắc ông ấy nên nhà mình cất đầu lên không nổi đó. Tâm an ủi bạn. Thôi, đừng quá bi quan như vậy. Biết đâu mai mốt anh thay đổi, lo lắng cho gia đình trở lại thì sao? Cầu cho bà nói trúng rồi Linh. Hải cười. Sao? Đi với tôi nghe. Hải lại nói. Tâm cười gật đầu. Ừ, đi thì đi, ở nhà một mình không làm gì cũng buồn. Hải cười tươi. Ừ, phải vậy mới được chứ. Bà tối ngày cứ đi làm về lại lay hoay với cái đống ve chai đó, giết chắc bà cũng trở thành phế thải như nó luôn cũng cho coi. Tâm không nói gì, chỉ mỉm cười. Hải làm sao hiểu được niềm vui của Tâm mỗi khi nâng niu một chiếc máy cũ. Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh những gia đình ấm cúng quây quần bên nhau dưới đêm trăng sáng để nghe Thanh Sang, Thanh Nga hát vở tuồng bên cầu giật lụa. Cảnh đôi vợ chồng già nằm đu đưa trên võng những buổi trưa hè oi ả, thả hồn mình theo giọng hát của nữ hoàng sầu muộn Út Bạch Lan, hoặc những giọng ca không thể lẫn vào đâu được như Bạch Tuyết, Út Trà Ôn, hay những cặp vợ chồng mới cưới đêm đêm đầu gối bên tai nhau nghe Lệ Thủy, Minh Vương hát những vở tuồng yêu đương tha thiết. Mỗi một chiếc cassette gắn liền với một gia đình, với những niềm vui và nỗi buồn dưới một mái nhà nào đó. 19 cái, 19 cuộc đời, Tâm đang cố phấn đấu trong năm nay tìm được một chiếc nữa cho đủ tuổi 20 tròn trịa của mình. Xong chưa? Lên đường. Hải xốc lại ba lô rồi giục Tâm. Tâm cười, bước theo Hải. Và khi cả hai đã ra khỏi phòng, Tâm quay vào khóa cửa rồi nhẹ nhàng ngồi sau xe cho Hải chờ. Hải sửa lại chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cười nói. Ôm cho chặt vào nghen, tay lái ngựa bắt đầu khởi động đây. Tiếng động cơ nổ giòn giã cùng với tiếng đùa vui của hai cô gái vang lên trong buổi sớm ban mai ở khu nhà trọ ọp ẹp dành cho công nhân nghèo thuê mướn. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, Hải và Tâm đã đến nơi. Để em gái của Hải vừa nghe tiếng xe sừng trước nhà đã vội vã chạy ra mừng chị, té nhào nơi bậc cửa khóc váng lên. Ôi tội nghiệp chưa, nín đi em, nín đi. Tâm chạy vội tới đỡ con bé Thi lên. Chắc là con bé vẫn còn đau nên miệng méo sạch, vẫn nức nở lên nho nhỏ, mặc dù trong tay đã ôm thật nhiều quả bánh của chị hai đã dỗ dành. Nhà Hải chỉ có 3 anh em, nhưng anh hai của Hải lại làm cho gia đình buồn phiền và nhiều fan sốc bức. Hải thì ngược lại, học chỉ hết phổ thông, thấy gia cảnh nhà mình thiếu trước hụt sau, cô quyết định nghỉ học để đi làm, chắt chiu từng đồng đem về cho ba mẹ. Còn bé Thi em Hải mới lên 6.
hai năm gần đây đất ruộng nhà Hải bị giải tỏa và được đền bù một tiền khá lớn. Nhờ có vốn làm ăn, buôn bán nên gia đình Hải đã khá hơn trước, nhờ vậy gánh nặng trên vai Hải cũng vơi bớt. Tâm và Hải chơi thân với nhau từ mấy năm nay, cả hai vẫn thường xuyên về nhà nhau chơi trong những ngày nghỉ nên mối thân tình rất sâu đậm. Cả Hải và Tâm đều rất tự nhiên, thoải mái mỗi khi chơi nhà của bạn, và gia đình của Hải, gia đình của Tâm cũng coi cả hai như con gái trong nhà. Khi cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn thì thật bất ngờ anh hai của Hải về tới. Với cái dáng đi khệnh khạng, nghênh ngang, Vũ đi vào nhà nhăn nhở mỉm cười chứ không chào hỏi riêng ai. Ông Năm, bà Hải ngó Vũ chừng chừng. Mày lại lết đâu về rồi sao? Lại gây ra bao nhiêu nợ nần rồi? Bà Năm chưa kịp can thì Vũ bật cười hành hạch. Bà nói gì kỳ vậy ba? Con đi làm ăn xa, nhớ ba nhớ má, nhớ mấy em nên con về thăm. Con bây giờ khá giả rồi, bà má đừng có lo, cũng đừng khinh thường con như trước nữa. Ông Năm khịt khịt mũi không thèm lên tiếng. Bà Năm vội đứng lên lấy thêm chén đũa. Ngồi vô bàn ăn cơm luôn đi con. Vũ đi tới bên bàn, nghiêng ngó nhìn mấy món ăn đơn giản trong mâm cơm và lắc đầu. Con thương ba má và các em quá, quanh năm suốt tháng vẫn chỉ những món này. Từ nay con sẽ báo hiếu cho ba má, con không để ba má sống kham khổ nữa đâu. Không giản được, ông Năm ném mạnh chén cơm xuống bàn. Mày có dẹp ngay cái giọng phách lối đó đi cho tao nhờ không? Thiệt đúng là đồ. Bà Năm lẩm bẩm. Thôi thì ông cứ mặc nó đi, coi như là thằng điên nói đi, hơi đầu tức giận cho mệt. Rồi Vũ quay sang nói với vẻ mệt mỏi. Còn mày thì có ăn thì ngồi vào, không thì đi chỗ khác, đừng có làm người khác bực mình. Vũ lại cười hề hề, vòng ra sau lưng của bà Năm, ôm lấy vai của bà và nịnh nọt. Má, con thương má nhất trong cái nhà này, má đừng lo cho con trai của má phát tài rồi. Vừa nói, Vũ vừa cười hô hố rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, mở cái giỏ sách đem đeo lên vai, lục lọi lấy ra một con vịt quay béo ngậy. Vũ hất hàm nói với Tâm. Ê, em là Tâm phải không? Nè, đứng lên chặt con vịt này dọn đi em. Con Hải, mày cũng đứng lên lấy bánh mì dọn cho ba má với mày và em ăn cho ngon lành đi. Tâm và Hải cũng đứng lên, nhưng Hải cằn nhằn. Mới giờ này mà ông còn xỉn rồi đã hả? Tôi không biết tới năm nào tôi gặp ông mà không thấy ông không say xỉn. Vũ không thật là phật lòng mà còn cười trước lời nói của Tâm. Xỉn đâu mà xỉn mày, mấy đứa bạn rủ uống chút bình thôi mà, mày sao khắt khe với anh trai quá vậy? Mai mốt lấy phải thằng chồng mày mới biết là thông cảm cho anh mày. Hải chề môi. Tôi mà lấy nhầm thằng chồng giống như ông á, tôi ly dị liền. Bà Năm rầy. Thôi, hơi đâu mà đi đôi co với thằng nhậu, tụi mày cũng rảnh hơi lắm hay sao? Tâm lặng lặng đi chặt vịt, Hải cắt bánh mì và dọn ra mâm. Sau đó cả nhà ngồi vào ăn chung, Vũ vẫn còn ngồi dưới đất. Mày không ăn luôn cho tụi tao dọn dẹp? Bà Năm hỏi. Vũ lắc đầu. Con mua về cho ba má với mấy em ăn đó chứ, con mà ăn uống gì má ơi. Hải vừa cắn miếng bánh mì vừa nói bâng quơ. Ăn cơm xong rồi ra ôm củi vô nghen thi, lát nữa thế nào trời cũng bão. Thi ngây thơ hỏi lại. Chị coi dự báo thời tiết hả chị? Hải không nói gì, còn Tâm thì liếc nhìn Thi rồi tủm tỉm cười. Bé Thi láo táo ăn một hơi mấy miếng thịt quay nên đâm ra ngán. Nó vừa tuột khỏi bàn thì Vũ đã ngoắc lại. Ê út Thi, lại đây anh hai lì xì cho nè. Thi hí hửng sán lại kế bên Vũ. Vũ thỏ tay vào túi lấy một nắm tiền lẻ nhăn nhúm đưa hết cho Thi. Nè, anh hai lì xì. Thi mừng rối rít. Em cảm ơn anh hai. Con bé nói xong cũng ngồi bẹp xuống bên cạnh, cầm từng tờ tiền vuốt ra cho thật phẳng phiu. Vũ ngồi nhìn em mà cười thật hiền. Bất chợt như nhớ ra, Vũ lục lọi trong giỏ sách ra mấy thứ lặt vặt. Cho em nè, cho em làm đồ chơi. Vừa lựa ra mấy món đồ vụn vặt, Vũ vừa nói. Con bé Thi còn đang mải vuốt tiền. Nó chỉ đưa tay cô vội đống quà hỗn tạp đó vào lòng mà không chú ý gì đến. Nhưng có một người đang rất chú ý, đó là Tâm. Bởi trong lúc vô tình, Tâm nhìn thấy trong đồ chơi cũ cho nhỏ Thi có một chiếc cassette cũ mềm và nhỏ xinh. Dọn dẹp chén bát xong xuôi, Tâm đến bên con bé Thi. Cho chị mượn cái này chút nghen bé Thi. Vừa nói Tâm vừa cầm cái cassette lên. Thi mỉm cười gật đầu. Dạ, em cho chị chơi chung luôn đó. Hải từ dưới bếp lên trông thấy cười thật tươi. Rồi trúng hệ của nàng rồi, Tâm cười. Cô cầm chiếc cassette lên ngắm nghía. Nó cũng bình thường giống như những chiếc khác cùng thời, nhưng lại nhỏ nhắn một cách đáng yêu. Chắc đây là vật dành riêng cho một người chứ không phải là dùng chung cho cả gia đình. Và chắc hẳn người này
thường đi đây đi đó. Thời đó có lẽ đây là một vật đắt tiền, vì lớp vỏ của nó đã qua rất nhiều năm mà vẫn sáng lên một cách kỳ lạ, không xỉn màu như những chiếc mà Tâm đã có. Chỉ duy nhất có mấy cái nút là cũ kỹ, có cái sụp sịt như sắp sửa rơi ra. Thì tặng chị Tâm cái đó đi nghen. Hải ngồi xuống dỗ dành. Bé Tí ngước lên chưa kịp nói gì thì Vũ đã xen vào. Ôi, ba cái đồ bỏ đi ấy lấy làm gì? Nếu Tâm thích chút nữa, anh đi mua tặng cho em một cái thật tốt. Hải bụng miệng nín cười, rồi lại le lưỡi với Tâm. Tâm cũng cười theo nhưng không nói gì. Anh hai không biết rồi, con Tâm nó đang sưu tầm cassette cũ, chứ đâu phải là nó cần dùng. Hải vừa cười vừa nói. Vũ ngạc nhiên. Sưu tầm ba cái đồ ve chai này làm gì vậy Tâm? Tâm cười. Dạ em thích để chơi vậy thôi, chứ có làm gì đâu anh Vũ. Thiệt hết biết mà, Vũ nói, rồi quay sang móc túi đưa cho bé Thi mấy cục kẹo, hất cằm về phía Tâm. Nè, anh đền cho mấy cục kẹo, còn chị Tâm, cái máy đó cho đi nha, bé Thi. Thi cười lòn lèn lướt nhìn Tâm. Em cho chị luôn đó. Tâm cười tươi. Chị cảm ơn bé Thi nhiều, mai mốt chị Hải về, chị sẽ gửi tặng bé Thi một con gấu bông thiệt là lớn nghen. Bé Thi cười tết miệng, phô hai hàm răng xuống. Tâm cảm thấy một niềm vui kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Đã 20 lần Tâm đón nhận những món đồ như vậy, nhưng không hiểu sao lần thứ 20 này Tâm mới cảm thấy kỳ lạ đến như thế. Giống như là giữa Tâm và chiếc cassette này có một mối dây liên kết nào đó vô cùng thân thiết. Cầm nó trong tay, Tâm nghe lòng mình chợt dưng dưng xúc động. Một nỗi xúc động mà lâu nay Tâm chưa lần nào trải qua. Tối hôm đó khi đã trở về nhà trọ, Tâm say sưa lau chùi đánh bóng lại những chỗ hoen gì, rồi gắn lại mấy cái nút bị lung lay. Chỉ một loáng sau, chiếc cassette đã lột như lột xác, mới tinh, sáng bóng như một cách kỳ lạ. Tâm nằm xuống giường ngủ mà trên tay vẫn còn cầm chiếc cassette không chịu rời ra. Đêm hôm ấy, Tâm mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Cô thấy mình tay trong tay với một chàng trai đi tới một miền đất nào đó hoàn toàn xa lạ. Nơi đó có rất nhiều hoa, rất nhiều bướm, và đặc biệt là lúc nào cũng có tiếng nhạc du dương êm dịu bên tai. Đó là khúc hát du dành cho người con gái anh yêu. Chàng trai thì thầm bên tai Tâm. Tâm đỏ mặt mỉm cười. Tâm thấy mình bước đi rất nhẹ nhàng, hình như cô đang lướt nhẹ trên mây. Tất cả đều huyễn hoặc mơ hồ, nhưng cảm xúc lại rất sâu đậm. Giật mình choàng tỉnh, Tâm vẫn còn nghe vang vẳng bên tai khúc nhạc du dương kỳ ảo ấy. Từ hôm đó, mỗi khi đi làm, Tâm luôn có cảm giác nóng ruột, cứ mong ngóng được về phòng. Bà làm gì mấy bữa giày lạ vậy? Hải thắc mắc. Tâm mỉm cười. Mình cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên cảm thấy nôn nao muốn về phòng. Mỗi khi về nhà trọ thì là trong lòng lại thấy vui lắm, thấy hạnh phúc lắm. Hải bật cười. Bà có tương tư ông nào ở đó không vậy? Giả bộ suy nghĩ một lát, Hải reo lên. Ê, tôi biết rồi nghe. Bà tương tư ông chủ nhà chứ ai vào đây nữa. Bởi vì đám công nhân tụi mình đứa nào không đi làm. Bà đâu có nôn về làm gì, chỉ có ông chủ nhà là tối ngày ngồi ở cổng, bà mong về để nhìn mặt ông đó cho đỡ nhớ chứ gì. Tâm dúi vào lưng của Hải thật đau. Đồ quỷ ăn nói bậy bạ. Hải cười hăng hắc. Chứ ai biểu bà thân xác ở đây mà hồn vía thả đi đâu ấy. Suốt ngày cứ lơ ngơ ngác ngác như là kẻ si tình. Tiếng kẻng báo hiệu hết giờ giải lao vang lên. Tâm và Hải hòa vào dòng người đông đúc trở về vị trí của mình. Sau lúc cười đùa với Hải, giờ đây Tâm vẫn thấy lòng mình nôn nóng một cách lạ lùng. Và hôm nào cũng vậy, vừa về đến phòng là Tâm nhào lên giường, ôm cái cassette vào trong lòng, nhắm mắt lại và nghe thật thanh thản bình yên. Bên tai Tâm lại vẳng lên khúc nhạc du dương êm ái đêm nào. Ngày tháng cứ trôi qua như thế, Tâm mỗi lúc một xa rời với tất cả bạn bè, kể cả Hải. Sau giờ làm việc, niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của Tâm là nằm yên lặng một mình trên giường. Thỉnh thoảng Hải chạy qua nằm chung cũng khiến cho Tâm khó chịu. Những thay đổi đó của Tâm dần dần ai cũng nhận ra, Hải rất lo lắng. Mình thấy dạo này Tâm lạ quá, hay tại bọn mình làm gì đó khiến cho Tâm phật lòng nên không muốn chơi với bọn mình nữa. Tâm ôm Hải thân thiết. Ơ sao lại nói vậy? Hải không hiểu mình à. Mình lúc nào cũng yêu thương và quý mến Hải cùng các bạn chứ. Mình không có chơi với ai đâu. Nhưng tại sao? Tâm có biết là mình thay đổi nhiều lắm không? Hải nhìn vào mắt Tâm. Tâm thở dài. Thật sự mình cũng không thể hiểu nổi. Hình như mình mắc phải một chứng bệnh gì đó. Lúc nào mình cũng muốn ở một mình, không muốn giao tiếp với ai.
mình chỉ thật sự cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi được ở một mình. Hải trố mắt nhìn Tâm. Lạ thế sao? Mình cũng nghe nói nhiều đến các dạng tâm thần trầm cảm hay suy chết gì gì đó. Nhưng mà những người bệnh đó thường buồn bã, lo lắng, u sầu, ủ rột. Còn Tâm thì lại vui vẻ thế này. Nhìn Tâm, ai cũng biết là còn Tươm mới có thể lấy chồng hay sao ấy. Hạnh phúc cứ ngời ngời trên mặt, nhưng sao lại thế chứ? Tâm lắc đầu và trở lại giường của mình, ôm chiếc cassette vào lòng lim dim nhắm mắt. Ê Tâm, bộ cái máy đó có hát được hả? Sao mày lúc nào cũng ôm nó hết vậy? Phượng nằm kề giường của Tâm bỗng hỏi. Tâm nhàn cười. Đâu có, mình chưa bỏ pin vô nên không biết nó còn hát được hay không nữa. Chỉ tại mình thấy thích nó quá vậy thôi. Phượng lắc đầu. Hết biết bà, tối ngày đi tha về mấy cái đồ ve chai, rồi bây giờ lại ôm ấp nâng niu nó nữa. Đừng nói một ngày nào đó bà tương tư một cái cassette cổ nào nghe. Tâm và Phượng cùng bật cười, nhưng Hải thì khác. Vừa nghe Phượng nói câu đó thì cô thoáng giật mình thầm nghĩ. Có khi nào? Trời ơi, nếu thế thì phải làm sao đây? Hồi nhỏ, Hải thường nghe người ta kể rằng có những món đồ cũ, những gốc cây lâu năm sẽ biến thành ma quái. Hoặc là hồn của người chết vì quá yêu quý đồ vật của mình nên không nỡ rời xa, linh hồn sẽ đeo bám mãi vào nó. Bây giờ khi nghe Phượng nói đùa như vậy, Hải lại lo sợ vô cùng. Hôm sau khi tan tầm, trong lúc Tâm còn ghé qua chợ mua thức ăn về nấu bữa cơm chiều thì Hải vội vã về trước. Cô lục lọi đồ đạc cũ của Tâm và lấy chiếc cassette cũ đem giấu kỹ dưới giường quần áo của mình. Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, Tâm đã tìm chiếc máy hát ấy. Có bạn nào thấy cái cassette của mình đâu không? Tâm hớt hớt Hải hỏi. Mọi người đều lắc đầu và thế là Tâm sới tung lên mọi thứ quyết tìm cho bằng được cái chiếc cassette đó. Tất cả mền mùng, chiếu gối đều bị Tâm sổ tung ra, vứt ngổn ngang dưới đất, nhưng chiếc máy hát vẫn bật vô âm tín. Tuyệt vọng, Tâm ngồi thử ra giường, rồi đột ngột úp mặt vào hai bàn tay khóc òa rưng rức. Các bạn cùng phòng hết sức lo lắng cho Tâm, không ai hiểu cái máy đó có gì quý giá khiến cho Tâm phải tiếc đến như vậy. Trong khi hồi năm ngoái, Tâm đã làm mất trọn một tháng tiền lương mà thấy cô có đau đớn đến mức đó đâu. Cái đó đem bán đâu được mấy ngàn, nên chắc không phải là ăn trộm vô lấy đâu. Tâm tìm kỹ lại đi, coi nó có lẫn vào đâu không. Phượng vừa giúp Tâm rũ quần áo, vừa nói. Mình đã tìm rất kỹ rồi, không biết nó ở đâu nữa. Phượng lại an ủi. Thôi đừng buồn, mình biết đó là cái thứ 20 của Tâm, nên lỡ mất rồi thì để ít hôm nữa mình về quê xem đến nhà ông chú xin cho Tâm cái khác. Gì mà khóc dữ vậy, làm bọn mình xót ruột quá nè. Nhưng mặc cho bạn bè hết lời khuyên dỗ, Tâm vẫn không thôi khóc. Cô lặng lẽ, đau đớn như một đứa thất tình. Hải thấy lòng dai dứt quá, đã mấy lần cô muốn lên tiếng nhưng rồi Hải quyết tâm thực hiện xong cho cuộc thử nghiệm này. Xuống bếp nấu cơm cho một mình, xong đâu đấy Hải dọn lên nhà và nói với Tâm. Tới ăn cơm nè, đừng có khóc than nữa, để rồi mình nhờ anh hai của mình tìm cách khác giống vậy cho. Tâm vẫn không nói gì và vẫn cứ khóc. Đêm hôm đó hầu như Tâm không ngủ được chút nào. Cô ngồi lặng yên trên giường xong rồi lại đi ra hành lang, đi vào mấy lượt. Sáng hôm đó Tâm xin nghỉ phép vì bệnh. Cả phòng trọ đồn ầm lên cái chuyện là Tâm xin bệnh do mất cái máy cassette cũ. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên trước cái tin lạ đời đó. Tâm bỏ hết qua những lời đàm tiếu dị nghị, cô chỉ biết ôm lấy nỗi buồn đang nặng trĩu trong lòng mình. Hải lén mang cái cassette ấy ra công viên, cô mua pin lắp vào. Chưa kịp kiểm tra lại các nút thì từ trong chiếc máy vang lên một tiếng rú rùng rợn đến ghê người. Hải hốt hoảng bật tung cái hộp chứa băng ra thì thấy một hộp trống trơn, không hề có cuộn băng nào trong đó. Mà cái cassette này lại không có chức năng radio, thế là cái tiếng quái quỷ kia từ đâu mà có. Hoảng sợ, Hải run rẩy tháo pin ra và đem trở về phòng lén đặt lên đầu giường của Tâm. Vừa đi làm về, Tâm chết ngất đi vì mừng rỡ, cô reo váng lên. Tìm thấy rồi, mình tìm thấy nó rồi. Tâm ôm chặt chiếc cassette vào trong lòng, nhưng sợ một lần nữa nó rời bỏ mình và sẽ không bao giờ quay trở lại. Tâm nói thiệt cho mình biết đi, cảm giác của Tâm với cái vật này là sao vậy? Hải đặt tay lên cánh tay của Tâm rồi hỏi nhỏ. Tâm cúi mặt ấp úng. Mình không biết, hình như là mình với nó có một mối liên hệ đặc biệt nào đó không phân tích được. Chỉ biết rằng từ ngày có nó, đêm nào mình cũng mơ những giấc mơ êm đềm hạnh phúc lắm. Từ trong chiếc máy này,
mình luôn nghe vẳng lên một điệu nhạc du dương kỳ bí, điệu nhạc làm cho tâm hồn của mình như bay lên 9 tầng trời ấy. Tiếng nhạc du dương, Hải kinh ngạc hỏi. Tâm gật đầu xác nhận, đúng, khúc nhạc như du mình vào giấc ngủ, như dù mình đi vào cõi mộng đầy hoa thơm, đầy bướm. Không phải tiếng kêu rùng rợn sao? Hải thắc mắc. Sao? Sao Hải lại nghĩ đến là tiếng kêu rùng rợn? Tâm hỏi lại, Hải ấp úng. Ờ, thì tại mình đoán vậy thôi mà. Tâm mơ màng, không phải tiếng kêu thét đâu. Đó là một khúc hát du tuyệt vời, khúc hát du của người yêu dành tặng cho người yêu ấy. Hải ngẩn người ra nghe Tâm nói, trong lòng cô đầy ắp sự lo lắng hoang mang. Hải biết mình cần phải làm điều gì đó. Hải biết mình cần phải làm điều gì đó để kéo Tâm ra khỏi giấc mộng liêu trai này. Sáng hôm sau, Hải xin nghỉ để về quê có việc gia đình. Tâm ân cần hỏi, nhà có chuyện gì vậy Hải? Hải lắc đầu, mình cũng không biết, nghe má nhắn về vậy thôi hả? Ờ, mình mong mọi việc đều tốt đẹp. Tâm động viên. Hải gật, ừ, mình đi hen. Vừa về đến nhà, Hải đã sộc vào như cơn gió. Má anh hai có nhà không má? Trời đất, con này hôm nay bị sao vậy? Về tới nhà chưa kịp chào hỏi ai, lo kiếm nó làm gì, má hớt hớ Hải vậy. Bà Năm vừa mắng yêu con gái xong lại lo. Hay là nó đã gây ra chuyện gì nữa rồi? Hải lắc đầu, dạ không, anh hai đâu rồi má? Bà Năm chép miệng than, cả tuần nay nó nằm nhà, không biết tiền ở đâu mà khoe nhiều lắm. Rồi sáng nào cũng ra quán ngồi tới trưa, từ trưa rồi tới chiều, thiệt là con với chả cái. Hải gọi lớn, Thi ơi, Thi, em chạy ra quán kêu anh hai về gấp dùm chị nghen, có chuyện gấp lắm đó. Dạ. Thi dạ một tiếng thật lớn rồi lon ton chạy ra cổng. Bà Năm ngạc nhiên hỏi Hải, chuyện gì vậy con? Hải ngồi phịch xuống võng thở gấp, con muốn hỏi anh hai về chuyện cái máy cassette cũ mà. Trời đất, tưởng chuyện gì quan trọng, ba cái đó mà làm tao hết cả hồn vía. Bà Năm trách con. Vừa lúc đó thì Vũ từ ngoài cửa đi vào cười toe toét. Em mới về hả Hải? Có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy? Hải đang nằm trên võng, nghe tiếng của anh Vũ cô trộm dậy. Anh hai, anh đang tỉnh hay là có uống rượu vậy? Vũ nhăn răng cười. Mày cứ nghĩ xấu cho anh, có chuyện cần anh mới uống chứ. Hải kết sát mặt vào Vũ mỉm cười. Ờ, mới thấy lần đầu đó, công nhận anh hai có tiến bộ, chiều nay em đãi anh một bữa. Vũ cười hỏi lại, kiếm anh có chuyện gì vậy? Hải không cười nữa, cô nhìn Vũ hỏi. Anh nói cho em biết đi, cái máy cassette hôm rồi, anh ở đâu mà anh có vậy? Vũ giật mình lùi lại, sao? Sao em lại hỏi câu đó? Thấy thái độ của Vũ, Hải nhăn mặt nói dồn, vậy là anh hai biết rõ phải hôn. Biết mà còn cố tình đem về phải hôn, rồi lại còn làm như là tốt bụng đem tặng cho Tâm nữa chứ. Anh làm hại nó rồi đó, anh biết không? Bà Năm đứng gần đó nghe câu được câu mất, lo lắng hỏi. Cái gì vậy bây? Thằng Vũ lại làm hại ai nữa rồi? Vũ gãi gãi tai, đâu có gì, má đừng có nghe nó nói bậy. Nói xong, Vũ kéo tay của Hải đi ra sân, hai anh em ngồi bệt xuống hành lang rồi nói chuyện. Mày đừng có nói cho má biết, ông bà buồn tội nghiệp. Anh cũng biết tội nghiệp ba má nữa sao? Biết tội nghiệp sao anh vẫn còn ác vậy? Hải ấm ức, Vũ vò đầu. Khổ quá, tao có ác ý gì đâu. Tại thấy Tâm thích quá, tao cho chứ nó bị sao rồi, có ai nhận ra hả? Hải không thèm trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại. Nhưng anh biết cái máy đó có ma, sao anh lại còn đem về nhà? Vũ ngẩn người ngạc nhiên, em nói gì? Cái gì mà có ma ở đây chứ? Hải trố mắt nhìn anh. Ủa, vậy anh không biết gì về nó sao? Vũ cũng nhìn Hải chân chối. Còn em biết về nó là sao? Hải ngồi sững một lúc rồi nói. Thôi được rồi, anh nói cho em biết đi, anh lấy cái máy đó ở đâu? Vũ lướt nhìn mắt ngó xung quanh, rồi ngồi sát Hải nói thầm. Anh nói cho một mình em biết thôi nhé, không được nói với ai khác nữa đâu. Hải gật đầu đồng ý. Được rồi, anh nói đi, em hứa. Mà cũng không được mắng anh, Vũ dặn thêm. Được rồi, anh nói mau lên. Vũ lấm lét ngó Hải và nói, Anh đào trộm ở một ngôi mộ vô chủ. Hải giật bắn người run rẩy. Anh dám làm chuyện đó ư? Vũ đưa hai tay lên che mặt. Anh đã dặn rồi, không được mắng anh mà. Hải nốt giận giảm giọng. Thôi được, anh kể tiếp đi. Vũ khẽ liếc Hải lắp bắp kể. Anh đào trộm ngôi mộ đó. Ở dưới đó có một số vàng, một cây đàn và một chiếc cassette.
anh lấy đồ đạc rồi chôn lại đàng hoàng tử thế. Anh cũng có khấn vái. Người chết rồi đâu có dùng được những thứ này nữa. Xin cho anh dùng, vậy thôi. Hải nghiến răng. Thiệt hết biết anh mà, chuyện như vậy mà anh cũng làm được. Vũ ngồi ủ rũ, vẻ hối lỗi. Bỗng dưng sực nhớ ra, Vũ hỏi: em nói các cassette đó có vấn đề gì à? Hải thở dài: vâng, hình như nó có mà. Vũ giật bắn người: có chuyện đó nữa sao? Hải kể lại tỉ mỉ cho Vũ nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với Tâm từ hôm có cái cassette bên mình. Nghe xong, Vũ ngồi đăm chiêu rồi ôm đầu khổ sở: má không ngờ con lại làm những điều như vậy. Hải và Vũ đều giật mình khi bất ngờ nghe tiếng của bà Năm. Bà Năm từ từ đi ra buồn bã: má nghi lắm mà, nghi thế nào con cũng làm chuyện gì đó không hay nên mới có tiền tiêu pha mấy ngày nay. Nhưng má thật không ngờ con lại dám làm những chuyện vô đạo đức như vậy, đào mồ quốc mà người ta. Con không còn là con người nữa rồi Vũ ơi. Bà Năm nghẹn ngào. Hải đứng lên ôm vai mẹ an ủi: má đừng có buồn, anh hai lỡ làm chuyện không phải rồi, giờ mình có trách mắng cũng không làm được gì. Bây giờ má có cách nào tạ tội với người chết thì chỉ giúp cho con. Con Tâm đang bị má ám rồi, phải tìm cách cứu nó mới được má à. Bà Năm thở dài: má có biết gì đâu, thì cứ nghĩ theo như người sống của mình đi. Có lỗi thì thành tâm xin lỗi, ai cũng vậy. Đánh người chạy đi, chứ ai nỡ đánh người chạy lại bao giờ. Mày đào mồ người ta ở đâu, mau dẫn tao tới đó, mau lên. Vũ sợ sệt nhìn bà Năm: ở xa lắm má không đi nổi đâu. Bà Năm thở hắt ra: mũi dại thì lái phải chịu đòn. Tao đã lỡ sanh ra một thằng con vô nghĩa như mày thì tao phải chịu, phải cất công đi tạ tội với người ta, dù là đường xa vạn dặm. Rồi quay lại nhìn Hải, bà Năm nói: con cũng nên dẫn con Tâm đi cùng, phải có nó mới được chứ. Hải tức tốc về lại Sài Gòn, nài nỉ Tâm về nhà mình có việc gấp. Tâm rất hoang mang nhưng vẫn đi theo bạn, không quên mang theo chiếc cassette bên người. Sáng hôm sau, bà Năm, Vũ, Hải và Tâm đi chuyến xe đỏ sớm nhất để đến một tỉnh lân cận. Mãi đến xế trưa, Vũ mới đưa mọi người đến bên một khu nghĩa địa hoang tàn. Đây chính là chỗ này. Vũ chỉ tay vào một ngôi mộ đất đã bị bào mòn theo năm tháng, giờ chỉ còn là một mô đất hơi nhô cao khỏi mặt đất một chút mà thôi. Tâm hơi lo sợ hỏi: chuyện gì vậy Hải? Hải kéo tay Tâm vào đứng dưới bóng mát của một hàng cây cổ thụ, nói thầm: Tâm à, mình muốn nói với Tâm điều này. Thật ra cái cassette mà hôm rồi anh cũng đem về là do ảnh ăn trộm dưới mộ này. Mình nghi ngờ nó đã bị ma ám nên mới gây ra cho Tâm những chuyện lạ lùng như vậy. Tâm hốt hoảng bước đuổi lại, ôm chặt cái cassette trong tay: không, không đâu, không phải vậy đâu mà. Hải nhăn mặt: Tâm cũng đừng có cố chấp như vậy, anh Vũ đã thú nhận điều đó. Và hôm nay má mình phải đến tận đây để tạ tội với vong hồn của người chết nè, Tâm không thấy sao? Tâm run rẩy không nói lời nào, chỉ ôm khư khư chiếc máy trong lòng như sợ bị người ta cướp đoạt lại. Trong lúc Tâm và Hải nói chuyện thì bà Năm đã quỳ xuống trước ngôi mộ, bày ra một mâm trái cây và một số tiền giấy vàng bạc cùng với bó hương. Bà Năm thắp hương và lầm rầm khấn vái với vẻ thành tâm cung kính. Trời đang nắng chang chang, bất ngờ mây đen kéo đến đầy trời, gió thổi mạnh cuốn theo vô số lá cây làm thành một màn mỏng trước ngôi mộ hoang vô chủ. Giấy tiền vàng bạc chưa kịp đốt cũng bị hất tung lên bay lả tả trong không trung. Bà Năm nhìn theo bằng ánh mắt lo âu sợ hãi. Bất ngờ có tiếng nhạc du dương êm ái vang lên, khiến tất cả những người có mặt đều ngẩn người ngạc nhiên. Tiếng nhạc dịu dặt một lúc rồi lại chuyển thành tiếng khóc than ai oán, nghe rất thương tâm. Định thần lại, Tâm biết tiếng nhạc quen thuộc ấy phát ra từ chiếc cassette mình đang cầm trên tay. Và lúc này cô có cảm giác nó đang cựa quậy, đang muốn thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của Tâm. Rất nhẹ nhàng, Tâm từ từ tiến đến gần bên ngôi mộ. Cô quỳ xuống đặt chiếc máy hát xuống đó, và tiếng nhạc lại vang lên bay bổng. Một người đàn ông từ ngoài cổng nghĩa địa đi vào, thấy có người tụ tập, ông tò mò đi lại: khúc nhạc này là có thật hay sao? Người đàn ông kêu lên và ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hải vội hỏi: bác ơi, khúc nhạc này là sao vậy hả bác? Người đàn ông xúc động trả lời: cháu không biết sao, đây là nấm mồ của một chàng nhạc sĩ tài hoa mất cách đây gần 50 năm về trước. Cái chết của anh ta rất hy hữu. Trước khi mất, anh vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là khẳng định với bạn bè
tôi sẽ đem hết tình yêu thương, khát vọng của tôi để viết nên một khúc nhạc du dương dành tặng cho người con gái mà tôi yêu sau này. Và thế là anh ta giam mình trong nhà rất nhiều ngày, giống như là con tằm rút ruột nhà tơ. Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã viết lên một khúc nhạc có 102. Lần đầu anh ta dạo lên, những người dân quanh đó bỗng như ngơ ngẩn vì những hạnh phúc, những niềm vui mà tiếng nhạc kia mang tới. Họ ùa đến vây kín cả nhà anh ta. Nhưng hỡi ơi, khi tiếng nhạc vừa chấm dứt cũng là lúc người nhạc sĩ chút hơi thở cuối cùng. Cây nến bên cạnh ngã lăn ra làm cháy luôn tờ giấy chép nhạc của anh, và thế là bản nhạc thất truyền. Nhưng người ta đồn rằng thỉnh thoảng khúc nhạc đó vẫn vang lên trong những đêm trăng thanh gió mát. Tôi cứ ngỡ đó là huyền thoại, không ngờ hôm nay chính tay mình đã được nghe khúc nhạc này. Tiếng nhạc vẫn vút cao, mọi người như mê đi trong khúc nhạc du huyền diệu. Tâm đứng lên, cô thấy rõ ràng người thanh niên vẫn thường dắt tay cô trong giấc mơ hàng đêm, đang đứng trước mặt cô vẫy tay kêu gọi. Tâm tiến tới thật gần, người thanh niên mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Tâm và hỏi: "Em có nghe khúc nhạc đó không? Em có thích nó không? Anh viết để dành tặng cho em đó." "Tặng cho em? Nhưng anh đã viết cách đây hơn 50 năm rồi kia mà." Tâm ngỡ ngàng. Người thanh niên mỉm cười, mắt lấp lánh: "Đúng, anh đã viết nó hơn 50 năm về trước. Và khi đó em là người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Nhưng số kiếp của chúng ta, định mệnh của chúng ta không cho phép. Bây giờ được tặng nó cho em là anh đã mãn nguyện lắm rồi." Anh Tâm bối rối chưa biết nói gì thì bóng người thanh niên đã dần dần tan biến, vẫn còn đâu đó bàn tay vẫy vẫy lẩn khuất trong gió trong mây. Khúc nhạc vẫn vang lên da diết. Tâm từ từ quỳ xuống, hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn trào.